thông cáo báo chí về phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt đoàn chủ tịch điều hành phiên khai mạc đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Đoàn thư ký Đại hội đọc danh sách 215 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện thư chúc mừng Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam tính đến ngày 22 tháng 1 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt đoàn chủ tịch và toàn thể đại hội, phát biểu ý kiến, bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình hữu nghị, hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta. Khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại mà Đảng ta đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong chiều nay, các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội 13.